nhạc sĩ Anh Quân. Acoustic có tên gọi là Một Ngày. Và album này có 9 ca khúc.
Linh Anh, lần đầu tiên Linh viết lời cho 7 ca khúc trong album, và sau đây xin gửi đến quý vị 3 ca khúc trong album này. Có 2 ca khúc sau thì Linh sẽ hát với phần nhạc đệm từ đĩa. Rất là tiếc vì là acoustic mà lại hát từ đĩa, nhưng mà không có lựa chọn nào hơn, vì mong rằng khán giả Paris, những người rất là sành nghe nhạc, sẽ thông cảm cho Mỹ Linh. Nhưng bài hát đầu tiên trong chùm ca khúc, những bài hát trong album này, xin gửi đến quý vị bài hát Lời Mẹ Hát. Và Linh sẽ hát cùng với phần đệm từ anh Quân, nhạc của anh Quân và Mỹ Linh. Bên con
Và bài hát xin cảm ơn quý vị.